Hello mọi người nhé. Đây là một cái camera Hikvision và tôi sẽ hướng dẫn để mọi người có thể nát port cho cái camera này. Tức là cái nát port như này. Ví dụ tôi muốn cái camera này nó ở điểm B nhưng mà sẽ kéo cái camera này về điểm A, và tôi sẽ thực hiện là nát port trên model của Viettel. Ở đây model này là model 241. À, 421 anh ạ. Model của Viettel này là model 421. Cái quá trình nát một cái camera Viettel nó sẽ bao gồm những cái bước như sau. Thứ nhất là mọi người truy cập vào cái mở port tại cái bước 1 này. Mở port trong modem Viettel này. Mọi người truy cập vào cái địa chỉ 192.168.1.1, xong mật khẩu là ở mặt sau wifi nhé. Mặt sau wifi sẽ có thông tin của mặt sau wifi, có thông tin là cái địa chỉ IP, username và password. Bước 2 thì mọi người check port xem nó đã mở được cổng chưa. Bước 3 anh em thực hiện gán port trên camera. Bước 4 là anh em thực hiện là tạo tài khoản. Camera DDNS. Camera DDNF. Bước thứ 5 là anh em gán cái tài khoản. Gán tài khoản của đây, truy cập vào camera, xong gán cái tài khoản camera DDNF. Bước thứ 6 là anh em check lại cái tài khoản xem nó đã online chưa. Bước 7 kết thúc. Đấy, đây là cái 7 bước để mình sẽ gán một cái camera như này từ một điểm A sang một cái điểm B. Điểm B thì nó là có cái đầu ghi ổ cứng, còn cái này mình chỉ cần mỗi cái mắt cam này thôi. Bước 1 anh em thực hiện mở port nhé. Anh em vào Google Chrome hoặc là ở đây thì anh em vào cốc hoặc là Google Chrome đều được, những cái trình duyệt nào cũng được. Vào cốc đi. Control Shift N. Đây anh em gõ cái địa chỉ IP của modem vào 192.168.1.1, Enter. Username với lại password là cái mặt sau của cái wifi nó có admin. Password ở đây, cái mặt sau của wifi là nó có cái serial này, anh em copy vào này, sao chép này, dán, đăng login. Cái con này thì anh em chuyển cái tiếng Việt này cũng được, hoặc là mình chuyển tiếng Anh. Ở đây thường là
quen sử dụng tiếng Anh rồi nhưng không biết đọc là nó như nào đâu. Anh em vào phần application này, xong anh em chọn vào port forwarding. Ở đây chọn app mapping name, sẽ đặt cho nó một cái tên, đây đặt là một đi, internal IP, tức là cái địa chỉ IP mà chúng ta cần gán nhé. Đây là địa chỉ IP của cam 92.168.1.64. cái cam này thì là địa chỉ của nó là 1.64, ở đây mình đặt lại 66 đây, tí nó đổi sang là địa chỉ 1.66. internet port này, port để port 81 đi, 81 này, external port 81 này, bấm apply. Ok, xong một cái rồi. Add, anh em add port 8000 66 luôn, port 8000 này, dưới cũng là 8000 này, apply. Chúng ta sẽ add tổng 3-4 port đi, 66 này, port 444 này. Anh em thích mở bao nhiêu port cũng được anh em. Up 4 này, port 553 này, 553, đây đánh sai, 192.1.66. Apply. Anh em sẽ kiểm tra lại cái port này. Sau khi anh em add xong thì anh em vào cái địa chỉ này, ping.eu, port check, port 81 này, MEAX, bấm go. Đối với cái port mà nó đang close đấy, tức là đang đóng, thì anh em check lại cái địa chỉ IP ở trên này, xem cái địa chỉ IP ở đây nó có trùng với cái địa chỉ IP ở trong modem hay không. Đây là địa chỉ IP là 117.5.141.81. Sâu lại cái địa chỉ IP của modem, chọn vào device information, kéo xuống, em nhìn chỗ IPv4 này, địa chỉ IP này là đang 100 này, 100 thì anh em phải gọi lên tổng đài nhé để đổi lại cái địa chỉ IP của modem. Cái dài 100 này là không được, anh em gọi 1800 8119. Anh em gọi lên tổng đài nhé, 1800 8119. Chị ơi đổi lại giúp em cái địa chỉ IP của modem với. Đây em đọc số này, 0362 8788.
815. Vâng. Vâng. Vâng, cảm ơn chị nhé. Ở trên tổng đài là bên đã chuyển sang được cái giải IP khác rồi. Mọi người thực hiện là khởi động lại cái modem nhé. Để xem nó đã nhận lại cái giải này chưa. Nó khác giải 100 là được. Nó mất phải mất mấy giây để nó nhận lại cái địa chỉ mới. Starting. Đây mọi người. Đây, bây giờ họ đã chuyển sang cái giải 116 rồi. Sẽ thực hiện check lại cái port vừa nãy mình vừa mở. Chưa vào được sao? Modem nó đang khởi động. Lâu quá nhỉ. Xin nhận. Xin nhận.
Ok, vào bọn check nha. Đây, đây nó đã nhận giải 116 này. Bọn 81 này. USMK. Rồi. Vẫn cờ lò 8.000 thôi. HBFD. Rồi. Vẫn cơ lâu. Anh em sâu vào cái địa chỉ của cái cam đó nhá. Để mình gắn vào cái cam đã. 64 này. Mở port ở trên cam nhé. Console network đây lúc nay để là 66 thì mình sẽ để là 66. Ok, truy cập lại 192.168.1.66. Ok, admin này. Configuration network, anh em chọn port này. Đây anh em đặt được 81 đi. 554 444 này. 8.000 xem lại. 81 8.000 444 553. 81 553 này. 444 8.000 anh em lưu lại này. Ok. Check lại. FAT. Đấy anh em thấy không? Open rồi. 81 này. Nó sẽ thông với lại cam rồi. Màu đen với cam là thông nhau rồi. BG. Open này.
884 này. À đâu. 553 IC IT. Đâu. Open 444. URI. Ok, 4 port đã mở xong rồi. Tiếp theo này anh em bước 4 nhé, tạo tài khoản camera DDNS. Anh em vào Google camera DDNS. Đây, camera DDNS. Kích hoạt tài khoản này. Ở đây nếu mà chưa có tài khoản thì anh em kích hoạt cái tài khoản của camera DDNS. Ở đây mình đã có rồi cho nên không cần phải đăng ký lại nữa. A đăng nhập này. Không đúng. BA1 này. D7 bấm đăng nhập. Sau khi đăng ký xong thì anh em thực hiện đăng nhập. Anh em bấm thêm mới. Ở đây là cái tên này, hot name này, để Nguyễn BA30 đi. Tên ở đây thì anh em đặt như nào cũng được. Bên dưới này là cái địa chỉ IP của cái modem, port mình mở là port 81. Nốt ghi bừa vào 17285. Xong anh em bấm thêm mới. Đây, chúng ta sẽ tạo được một cái tài khoản DDNS với cái hot name là Nguyễn BA30 này. Domain này, Nguyễn BA30 camera DDNS này, anh em copy vào này. Sao chép. Anh em copy cái độ domain này, sao chép này. Xong mình sẽ vào trong cái địa chỉ IP của cái camera lúc nãy 1.66 này. Anh em sượt 81 vào, bởi vì mình đã mở thông cho nó rồi. Mình mở thông cho nên cái
cái port mà anh em muốn truy cập vào nhá, anh em phải đánh cái dòng 81 ở cuối. Anh em mở port bao nhiêu thì đánh mình. Confusion. Không biết đọc tiếng Anh mấy anh em. Anh em chọn vào DDNS. Đây anh chọn network nhé, basic setting DDNS này. Click vào enable DDNS. Ở cái server anh em chọn DDNS, anh chị em chọn no IP này. Server của cái địa chỉ là camera DDNS.net này. Cái domain là cái bên này. Anh em copy sang nhé. Dán vào đây. Username chính là cái tài khoản mà chúng ta đăng ký cái camera DDNS này. Mật khẩu thì đấy là mật khẩu của cái tài khoản của anh em mình. Anh em bấm lưu lại. Rồi, khi mà chỉnh sửa xong trong DDNS thì anh em quay lại chỗ cái camera DDNS này. Đối với cái như này thì anh em là chưa thao tác thành công đâu. Chỗ IP khi nào mà thành công thì nó sẽ có cái dòng IP đỏ đây này, IP update. Ở đây chưa được. Chỉnh lại đây đã. Anh em sửa lại đấy nhá. 81 này. Đây. Anh em copy cái địa chỉ này vào cho nào. F6FE này. Cấu hình. Vẫn chưa nhận nhỉ. Nếu mà chưa nhận này thì anh em thực hiện khởi động lại modem wifi này với lại khởi động lại cái camera để mình kiểm tra lại xem. Reboot. Start, reboot lại. Khi nào mà chỗ phần last status này mà nó là cái IP update, cái dòng đỏ như này là anh em đã thực hiện thành công cái NAT port trên cái camera. Và anh em sẽ kéo bất kỳ một cái domain nào về một cái đầu ghi. Đó, giống như kiểu camera giao thông đấy.
Mình vừa khởi động lại cái modem wifi cho nên nó mất một vài phút gì đấy. Vẫn chưa có mạng. À đây có rồi. Đây anh em đọc cái dòng này IP not NG này. Vẫn chưa được hay sao anh ạ? Ok, chỉnh sửa lại cái domain này thôi. Mình xóa đi, mình tạo, mình làm lại. Thêm mới này. 81 này. Nguyễn BA30. Một không. D66. Vẫn chưa được. Anh em truy cập lại cái camera nhé. Anh em chọn vào đặt lại cái DNS server này 208.67.222.222, bên dưới là 8.8.8.8, lưu lại. DNS Nguyễn BA này. Hay đây là chữ hoa nhỉ. Camera DDNS. Rồi bây giờ nó báo thành công rồi ấy. Thì anh em thực hiện
gắn vào một cái tài khoản nào bất kỳ ở trên, gắn một cái đầu ghi hoặc là mình xem trực tuyến ở trên cái HitConnect này. Ở đây là gán đâu nhỉ, gán thủ công này. Ở đây anh em chọn là IP gạch dưới domain này. Địa chỉ chính là cái Nguyễn BA6 này, chấm camera dd ns.net, port đây là port 81, tên người dùng là admin này. Mật khẩu đây. Ở đây trên đầu ghi hoặc là trên điện thoại thì anh em cũng thực hiện như trên điện thoại nhé. À, port ở trên điện thoại là port 8000 hay sao ấy. Anh em bấm lưu lại. Anh em nắm bắt đầu xem trực tiếp này. Ok, đấy. Đây, mình đã gắn thành công ở trên đấy. Trên điện thoại rồi. Đấy. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cái chúng ta đã nắp xong cái camera từ xa, có thể kéo về cái đầu ghi hoặc bất kỳ một cái đầu ghi nào ở các vị trí nào đó. Ok, xong rồi anh ạ.